tức là một dạng rối loạn vận động hay một phát âm không chủ đích xảy ra bất ngờ, nhanh chóng nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian dài, lớn hơn 1 năm. Tùy vào triệu chứng, rối loạn tích được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là tích đơn giản, chỉ liên quan đến một nhóm cơ bắp, bao gồm tích vận động đơn giản. Trẻ sẽ có các biểu hiện như lắc đầu, nháy mắt, chun mũi giống như đang đánh hơi, giật cơ cổ, nhún vai như đang rụt cổ lại và nhăn mặt. Tích âm thanh đơn giản, trẻ sẽ có biểu hiện ho khạc nhiều mà không có bệnh đường hô hấp, hắng giọng, hỉ mũi, khịt mũi, tặc lưỡi, dạng này ít phổ biến hơn. Loại thứ hai là tích phức tạp, nó có liên quan đến nhiều nhóm cơ bắp khác nhau và cũng được chia làm hai dạng. Tích vận động phức tạp, trẻ thường tự vỗ vào đầu, tự cắn, nhảy nhót, dậm chân, xoay tròn. Trong khi đó, trẻ mắc chứng tích âm thanh phức tạp sẽ hay nói các từ hoặc các câu lặp đi lặp lại, không phù hợp với bối cảnh, thậm chí là những câu từ tục tĩu, nhại lại lời người khác. Rối loạn tích không đe dọa đến tính mạng cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Nhưng nếu không sớm điều trị, nó có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng như 63% trẻ rối loạn tích mắc kèm tăng động giảm chú ý, 26% trẻ bị rối loạn hành vi ám ảnh cưỡng chế, 49% trẻ gặp chứng rối loạn lo âu, 25% gặp chứng trầm cảm, 35% trẻ bị tự kỷ, 29% trẻ gặp khó khăn trong việc nói, đọc, viết. Hội chứng tích chỉ mang tính chất tạm thời và không cần điều trị nếu mới chỉ xảy ra dưới 1 năm. Trong trường hợp bệnh chuyển biến nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và học tập của trẻ thì nhất định phải điều trị sớm. Các phương pháp phổ biến hiện nay bao gồm giáo dục đảo ngược thói quen là giải pháp thường được cân nhắc và lựa chọn ưu tiên. Các chuyên gia sẽ yêu cầu trẻ đứng trước gương và thực hiện các hành động trái ngược với một tích trong khoảng 30 phút, 1 đến 2 lần trên một ngày. Ví dụ như trẻ có thể được yêu cầu cười khi có tích là cau mày hay nháy mắt. Thuốc Tây sẽ được chỉ định trong trường hợp rối loạn tích nặng kéo dài trên 1 năm. Thuốc có tác dụng ổn định các chất dẫn truyền thần kinh giúp trẻ kiểm soát triệu chứng hiệu quả. Một số loại thuốc thường được sử dụng, thuốc chống loạn thần như Haldol, Zipridone, thuốc chống co giật hoặc Botulinum. Hiện nay, sử dụng thảo dược tự nhiên đang là hướng đi mới trong điều trị rối loạn tích bởi tính an toàn và hiệu quả cao. Bằng chứng khoa học cho thấy, một số hoạt chất chiết xuất từ thảo dược câu đằng, an tốc hương có tác dụng duy trì, ổn định lượng dopamine trong não bộ, nhờ đó cải thiện các triệu chứng rối loạn tích hiệu quả. Nếu con bạn có các biểu hiện của rối loạn tích, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 0962 620 043 để được tư vấn về giải pháp tự nhiên giúp khắc phục hiệu quả.